Vâng, xin chào quý anh chị, em là Phi, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi, có địa chỉ là số 1A Hồng Hà, phường 2 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những ngày đầu của tháng 9, thì video này em muốn cập nhật đến quý anh chị chương trình khuyến mãi của các dòng xe Mitsubishi ha. Đó, như chị thấy là bên em về xe rất nhiều nè, về xe rất nhiều. Chương trình khuyến mãi của tháng 9 này giảm đến 50 đến 100% lệ phí trước bạ tùy vào dòng xe. Nếu anh chị đang quan tâm thì có thể liên hệ số hotline, em sẽ cập nhật từng xe cho mình ha. Mitsubishi Xpander phiên bản Premium và phiên bản Cross giảm đến 100% lệ phí trước bạ. Mitsubishi Xforce giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là cũng Xforce luôn nha quý anh chị. Đấy. Đây là Xpander Premium màu đen nè. Đó. Còn bên đây là Xforce màu xám nè. Đó. Bên em về rất nhiều xe và hiện tại đang chuẩn bị bàn giao đến quý anh chị khách hàng. Nếu quý anh chị đang quan tâm thì hãy liên hệ số hotline của em. Em sẽ cập nhật giá lăn bánh chi tiết của từng xe, từng phiên bản ha. Và quý anh chị hãy đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật chương trình khuyến mãi và thông tin xe Mitsubishi mới nhất nha.